quý vị, bây giờ là bản tin kinh tế tài chính. Trước khi theo dõi phần nội dung chi tiết, mời quý vị cùng điểm qua một số tin tức đáng lưu ý có trong bản tin hôm nay. Giải ngân chốn đầu tư công tăng 28,7% so với cùng kỳ. Doanh nghiệp lây quay tìm nguồn nguyên liệu sản xuất. OECD hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2020 do dịch Covid-19. Quý vị, theo Tổng cục thống kê, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước tháng 2 năm 2020 ước tính đạt 18.100 tỷ đồng, tăng 28,7% so với cùng kỳ năm 2019 trong đó vốn trung ương 2.500 tỷ đồng tăng hơn 37%, vốn địa phương 15.600 tỷ đồng tăng hơn 27%. Tính chung hai tháng đầu năm, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước đạt 36.900 tỷ đồng, bằng 8,3% kế hoạch năm và tăng hơn 17% so với cùng kỳ năm trước. Theo Tổng cục Thống kê, tháng 2 là tháng sau Tết Nguyên đáng và chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, nên một số nhà thầu chậm triển khai thi công. Cùng với đó, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện hai tháng ước tính giảm 5% so với cùng kỳ năm 2019, lần giảm đầu tiên trong giai đoạn 2016-2020. Báo cáo mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy, hai tháng đầu năm nay, thu ngân sách nhà nước từ xuất nhập khẩu đạt khoảng 1.308 tỷ đồng một ngày, giảm 150 tỷ đồng một ngày so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, số thu tháng 2 ước đạt 23.700 tỷ đồng thấp hơn tháng 1. Trong khi đó, tổng thu 2 tháng đầu năm bằng gần 15% dự toán và giảm gần 8% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân là hầu hết kim ngạch xuất nhập khẩu của các mặt hàng đóng góp số thu lớn giảm so với tháng trước do ảnh hưởng của dịch Covid-19, đặc biệt nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại ước đạt 6.000 chiếc trong tháng 2, tương đương 134 triệu đô la Mỹ, giảm gần 60% về lượng và giảm gần 58% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu khác như xăng dầu, máy vi tính, linh kiện máy móc sắt thép cũng ghi nhận sụt giảm. Thưa quý vị và các bạn, sau 2 năm bị Liên minh châu Âu EU cảnh báo thẻ vàng vì liên quan đến khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định khai thác IUU, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam vào EU giảm sút rất mạnh. Đến nay các lô hàng hải sản của Việt Nam sẽ bị giữ lại kiểm tra 100% với thời gian khoảng 3 đến 4 tuần mỗi container. Ngoài chi phí kiểm tra nguồn gốc xuất xứ đánh bắt vào khoảng 500 bản anh một container, doanh nghiệp còn phải chịu nhiều lệ phí cũng như mất uy tín với phía khách hàng do chậm giao sản phẩm. Sau 2 năm dính thẻ vàng, xuất khẩu hải sản của Việt Nam sang thị trường EU đã giảm đáng kể, tuột xuống đứng thứ năm. Theo Tổng cục Thủy sản, một trong những điều kiện tiên quyết để Việt Nam được gỡ thẻ vàng đó là tàu cá phải chấm dứt khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài chia sẻ về hướng phát triển nhân rộng giống lúa ngon nhất thế giới ST25, tác giả giống lúa ST kỹ sư Hồ Quang Cua cho biết, hiện nay doanh nghiệp tư nhân Hồ Quang Trí đã triển khai sản xuất khoảng 200 ha giống lúa nguyên chủng ST25. Dự kiến đến cuối năm 2020 sẽ cung ứng khoảng 30.000 tấn gạo ngon nhất thế giới ra thị trường. Theo đánh giá của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Sóc Trăng, trên thị trường hiện nay gạo ST25 của ông Hồ Quang Cua cung cấp mới được xem là chính thống và có chất lượng nhất do đáp ứng được những yêu cầu về giống lúa nguyên chủng từ hạt giống đến nuôi trồng như vậy người tiêu dùng sẽ là sử dụng thành tựu cao nhất cùng với nhu cầu thị trường sự tham gia của các doanh nghiệp chiến lược phát triển của các nhà quản lý sẽ quyết định cho việc phát triển rộng rãi của việc nuôi trồng sản phẩm Do ảnh hưởng của hạn hán xâm nhập mặn, mực nước trên hệ thống ngọt quá gọt công hiện đã xuống rất thấp, gây thiếu nước cho vụ đông xuân 2019-2020 và sinh hoạt của người dân huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Ngay từ sau Tết Nguyên đáng, địa phương đã triển khai 143 điểm bơm truyền 2-3 cấp, lấy nước với 522 máy bơm được huy động, đồng thời đắp các đập tạm đầu các tuyến kênh ở những xã giang đề phục vụ công tác bơm trữ nước trên ruộng cho nhân dân tưới tiêu. Song do bị bơm chét tối đa để phục vụ tưới tiêu nên nguồn nước đã hết kênh mương cạn trơ đáy. Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Gò Công Đông, hiện toàn huyện có hơn 3.800 ha lúa đông xuân đang trong giai đoạn chính sáp cần nước khoảng 10 ngày. Như vậy, nếu tình hình thiếu nước còn kéo dài sẽ ảnh hưởng lớn tới diện tích lúa chưa thu hoạch. Hiện nay, nguồn nước mặt trong các ao chứa ở các trạm cấp nước đều bị nhiễm mặn. Giải pháp trước mắt của địa phương là phân tuyến để luân phiên cấp nước đến các xã thị trấn, dẫn chuyển nước đến những điểm không đủ áp lực nước tới được, đồng thời mở 13 điểm lấy nước với 41 giòi nước ở các xã. Thưa quý vị, từ ngày 5 tháng 3, Vietnam Airlines sẽ tạm dừng khai thác tất cả các đường bay giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Theo đó, từ ngày 3 tháng 3, các chuyến bay của hãng từ Hàn Quốc về Việt Nam sẽ được hạ cánh tại sân bay Dân đồn Quảng Ninh, Cần Thơ, Phụ Cát, Quy Nhơn, theo yêu cầu của nhà chức trách. Vietnam Airlines sẽ thông báo về kế hoạch khai thác trở lại các đường bay tới Hàn Quốc ngay khi dịch COVID-19 diễn biến khả quan hơn. Tổng cục Quản lý Thị trường cho biết, tính từ ngày 31 tháng 1 đến ngày 2 tháng 3, lực lượng quản lý thị trường cả nước đã kiểm tra xử lý 5.479 vụ vi phạm trong hoạt động kinh doanh mặt hàng khẩu trang, số tiền xử phạt vi phạm hành chính 1,682 tỷ đồng. Đại diện Tổng cục Quản lý thị trường cho biết, sự ra đời của nghị quyết số 20 trên NQCB góp phần ổn định nguồn cung mặt hàng khẩu trang y tế, đáp ứng tốt hơn nhu cầu phòng chống dịch bệnh của nhân dân. Trong thời gian tới, Tổng cục sẽ tiếp tục chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tập trung vào các nhiệm vụ kiểm soát, ngăn chặn đầu cơ, găm hàng tăng giá quá mức, vi phạm chất lượng nhằm ổn định thị trường, góp phần đáp ứng nhu cầu của người dân về các trang thiết bị y tế và mặt hàng phục vụ phòng chống dịch bệnh. Thưa quý vị, sau một thời gian mở cửa thông quan trở lại tại hai cửa khẩu Hữu Nghị và Tân Thanh của tỉnh Lạng Sơn, hoạt động xuất nhập khẩu liên tục có xu hướng tăng. Các lực lượng chức năng ở đây đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp để vừa thông quan hàng hóa nhanh chóng vừa phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả. Cửa khẩu Tân Thanh thời gian này, lượng xe chở nông sản thông quan tăng rõ rệt. Nếu như ngày 20 tháng 2 chỉ có 11 xe, tương đương 252 tấn nông sản được xuất khẩu hàng sang phía Trung Quốc, thì ngày đầu tháng 3 đã tăng lên 104 xe, tương đương gần 1.700 tấn nông sản, chủ yếu là hàng qua quả như thanh long, mít, xoài, dưa hấu. Mấy ngày gần đây thì cái lượng lưu lượng xe hàng hóa xuất khẩu qua tri cục thì cũng đã tăng lên. Trong cái tình hình dịch bệnh hiện nay thì tri cục hải quan Tân Thanh cũng đã bố trí đầy đủ các cái lực lượng làm việc tại các vị trí tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động xuất nhập khẩu, hai cơ quan chức năng của Việt Nam và Trung Quốc đã thống nhất tăng thời gian làm việc, lái xe Việt Nam được mặc quần áo bảo hộ để sang Trung Quốc trả hàng nên không mất thời gian kiểm dịch. Chúng tôi đã phối hợp với tốt với lực lượng kiểm dịch, đặc biệt là các cái lực lượng và các lực lượng khác đứng chân trên địa bàn tổ chức là phối hợp để phun phòng dịch cũng như là yêu cầu các lái xe, chủ hàng là chấp hành nghiêm cái nội quy quy định về phòng chống dịch. Ghi nhận tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, lượng hàng quá xuất nhập khẩu cũng tăng cao. Ngày 13 tháng 2 chỉ có 178 xe xuất hàng, thì đến ngày 2 tháng 3 đã có khoảng 300 xe hàng làm thủ tục xuất khẩu qua đây. Các lực lượng chức năng cũng khuyến cáo các doanh nghiệp nên nắm rõ và cập nhật thường xuyên thông tin về chủ trương thông quan hàng hóa để đưa hàng lên cửa khẩu đúng thời điểm. Thưa quý vị và các bạn, nền kinh tế thế giới đang chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19 khi các chuỗi sản xuất bị đứt gãy, thiếu hụt nhiều linh kiện, nguyên liệu để cấu thành sản phẩm. Việt Nam cũng không phải ngoại lệ, trong đó có các ngành công nghiệp chế biến chế tạo đang phải lây quay tìm nguồn thay thế. Mỗi tháng, doanh nghiệp này cần 10.000 tấn nguyên liệu để sản xuất bao bì carton tông và các sản phẩm phụ trợ về giấy. Nhưng hiện, nguồn nguyên liệu cũng chỉ đủ để sản xuất đến đầu tháng 4, phụ thuộc chủ yếu vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu. Vì vậy, doanh nghiệp đang loay quay để tìm nguồn nguyên liệu thay thế. Là nguyên liệu của công ty mình hiện tại chắc sản xuất đến hết tháng 3. Đấy, khoảng tháng đầu tháng 4 là tình hình nguyên liệu là cũng gần như cạn. Bởi vì nguồn nguyên liệu của công ty mình ấy là nhập từ nước ngoài là chính ngành điện điện tử năm 2019 đã nhập khẩu phụ kiện linh kiện khoảng 40 tỷ đô la Mỹ chủ yếu từ Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản. Trước tình hình diễn biến phức tạp, việc thận trọng trong giao thương hàng hóa khiến các doanh nghiệp Việt khó tìm được nguồn thay thế nguyên phụ liệu linh kiện từ các nước khác. Bởi vì họ bản thân họ đã phải sản xuất ra linh kiện phụ tùng rồi cho nên hầu hết là họ chỉ nhập khẩu vật liệu thôi. Và cái vật liệu của họ chủ yếu là vật liệu mà đòi hỏi chất lượng khá cao nên không phải là tất cả đều phải nhập từ Trung Quốc có thể nếu nó cứ tiếp tục kéo dài như thế này thì vài tháng nữa là cái nguồn nguyên liệu của các công ty thương mại họ nhập vật liệu về họ để trong nước này này vì họ cũng mua trực tiếp từ Nhật Bản hay Hàn Quốc đâu họ mua công ty thương mại sẽ hết thì rồi rất khó khăn ngành dệt may và da dày túi sách cũng phụ thuộc nhiều vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu nguồn nguyên phụ liệu của ngành hàng này cũng chỉ còn đến giữa khoảng tháng 3 và đầu tháng tư này tùy đặc điểm của các cái doanh nghiệp sản xuất nếu mà các cái doanh nghiệp chỉ đơn thuần là gia công thì tình trạng có thể thay thế các cái vật liệu đơn giản hơn còn đối với các doanh nghiệp mà sản xuất các cái sản phẩm hoàn chỉnh trong và từ sản xuất trên cái cơ sở thương hiệu của của doanh nghiệp ấy, thì rõ ràng là tìm kiếm và thay thế nguồn cung thì tương đối khó khăn hơn Bộ Công Thương cũng đề xuất đầu tư nguồn lực từ ngân sách nhà nước, tập trung phát triển công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp hỗ trợ, đồng thời tăng cường các chính sách ưu đãi hỗ trợ đầu tư vượt trội, thu hút chuyển dịch đầu tư các ngành sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam. Nhưng xem ra những biện pháp chung chung như vậy khó có thể giúp các doanh nghiệp tìm ra được nguồn cung nguyên liệu mới trong một vài tháng tiếp theo. xin được chuyển sang tin kinh tế tài chính thế giới. Thưa quý vị, Tổ chức Hợp tác Phát triển Kinh tế gọi tắt là OECD vừa hạ 0,5 điểm phần trăm mức dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm 2020 xuống còn 2,4%. Tính đến nay, cả nước Mỹ đã ghi nhận 6 trường hợp tử vong do nhiễm COVID-19. Đáng chú ý, dịch bệnh này cũng có dấu hiệu lan sang bờ đông của nước Mỹ khi một phụ nữ ở New York đã cho kết quả xét nghiệm dương tính với virus này. Với những diễn biến trên, tình hình thị trường trong những ngày tới vẫn rất khó để đoán định. Chính bởi điều này mà Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD vừa hạ 0,5 điểm phần trăm mức dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm 2020 xuống còn 2,4%. Đây là mức thấp nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, đồng thời cảnh báo dịch COVID-19 sẽ ảnh hưởng lớn đến tăng trưởng toàn cầu. Thủ tướng Australia Scott Morrison đã công bố gói kích thích kinh tế mới được giới thiệu là nhằm bảo toàn việc làm cho người dân sở tại trước mối đe dọa của dịch Covid-19. Mặc dù không nêu cụ thể chi tiết của gói kích thích nói trên, nhưng ông Morrison cho biết Bộ Tài chính Australia đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan khác để hoạch định giải pháp thúc đẩy kinh tế và việc làm mà chính phủ đánh giá là cần thiết. Người đứng đầu chính phủ Australia đánh giá dịch COVID-19 là một cuộc khủng hoảng sức khỏe làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới quá trình chuyển dịch và vận động của cả con người và hàng hóa trên toàn thế giới. Do đó, Australia cần cân nhắc kỹ lưỡng để đưa ra các biện pháp thích hợp, tránh sai lầm tương tự như các biện pháp kích thích trước trước đây đã được đưa ra trong thời kỳ khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Thưa quý vị và các bạn, một trong những cổ phiếu có sức phục hồi mạnh nhất phải kể đến là Apple khi cổ phiếu của hãng này tăng trọt 7% trong phiên giao dịch mới nhất. Mức tăng này là mức tăng trong ngày mạnh nhất kể từ năm 2018 và chấm dứt chuỗi ngày bán tháo cổ phiếu tuần trước khi nỗi sợ hãi vì dịch COVID-19 ảnh hưởng đến tâm lý của nhà đầu tư. Hiện cổ phiếu của Apple giao dịch ở mức 298,81 đô la Mỹ trên một cổ phiếu. Apple được nâng xếp hạng từ mức hoạt động tốt lên mức vượt trội. Nhiều chuyên gia cho rằng táo khuyết có khả năng ứng biến cao với những biến động của toàn cầu hơn các đối thủ sản xuất khác. Giờ rồi là bản tin kinh tế và tài chính của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.